cái vụ mực đây. Chưa đây 12 người đây, chờ xuống chế là đây con người đó. Ôi này nó chạy nữa này. Ôi trời ơi, đã ơi đây nè. Mực mực ơi, trời. Đây mực mực nè, mực cơm. Cơm chưa mai đó. Ừ đó kìa nó bơi thành đàn đã quá. Đó luôn mà vô mê đó. Hai, dạ em chào cô chú anh chị và các bạn. Để nói đầu tiên cho quốc ngữ là chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi vòng hồ cây của em trong thời gian vừa qua. Hiện tại em đang có mặt đây nhà chiếc chúng méo Atlantic nha cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ trải nghiệm dàn lưới mạnh tại vùng biển của quê em luôn. Các chú hôm nay đánh mạnh bờ, nay em lấy một chiếc thúng ra để chạy ra nghe mạnh của mấy chú để xin quay đây nè. Là trong này của chú chị nè, sáng sáng trong này nè. Giờ em sẽ quay và phổ biến dàn lưới mạnh này cho cô chú anh chị mình xem nha. Cô chú anh chị mà xem yêu thích chủ đề cũng muốn đang làm thì ấn tặng cho Quốc một nút like kênh cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Em cảm ơn cô chú anh chị. Lúc này là trong đèn chờ nước em sẽ bắt đầu quýnh. Hiện tại thì nước còn rất chi là nhóc. Cô chú anh chị xem yêu thích chủ đề này ấn tặng cho Quốc một nút like kênh cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Chút thì quýnh mạnh này nó hấp dẫn lắm, cá nó nổi trên mặt nước đồ, nói chung là rất chi là hấp dẫn của chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ đón xem hết clip của em nha, để em qua em hỏi anh để khi nào là mình quýnh. Cái này là khi nào mình quýnh ba? Ba em nói là còn một tiếng đồng hồ nữa sẽ quýnh nha cô chú anh chị. Đây cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm ra với biển đây. Cô chú anh chị mà xem còn thiếu sót gì thì cứ nhắc em nha. Thì cũng đây cũng là lần đầu tiên của em. Sống 21 tuổi đầu rồi giờ mới ra biển đây cô chú anh chị. Em nói chung là biển này cũng gần bờ. Bên kia thì bờ. Em ra bằng chiếc cúng méo này cô chú anh chị này. Đây ra bằng chiếc thúng méo này đây. Ôi thúng này cũng tròn mà có máy nha cô chú anh chị nên chạy ra cũng khỏe. Từ chỗ mà mấy chú này đánh mạnh là vô tới bờ á là khoảng hơn một cây số nha cô chú anh chị. Nói chung là cũng không gần cũng không xa. Đây là dàn đèn này, dàn đèn này chưa bật lại, chút bật lại thì rất là sáng cô chú anh chị. Mấy bữa đi đánh có nhiều không anh? Quấn mực chứ không có đánh mực không à? Dạ quấn mực vớt cao khoảng đây được 1,5 triệu. Đó anh hay? Đây bò vớt. Dạ. Cái đó là cái đó mình vô mình bón liền luôn anh? Vô cái cạnh bữa đó. Dạ. Nói chung mà hồi tối chú đi được 3,5 triệu. Trong là cũng đạt nha cô chú anh chị. Anh này là anh thứ 6 trong gia đình thôi mà anh kêu chú cũng được mà kêu anh cũng được. Anh tên gì thì em chưa rõ, đem rồi em hỏi tay anh luôn. Anh tên gì để em tiện xưng hô? Dạ anh Thái. Anh Thái nha cô chú anh chị. Anh tính em vừa. Đây là bố em, người đồng hành cùng em ra của chuyến khơi này. Nước lúc này hơi tối màu nha. Nước hôm nay hơi tối màu anh này. Nước hôm nay hơi đục anh này. Dạ. Nước hôm nay khá chỉ là đục của chú anh chị. Tiếng máy của chiếc ghe này cũng hơi to. Đây anh em nói chuyện cũng hơi khó nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Em chờ tới lúc đánh mạnh em sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem. Giờ bắt đầu kéo mày gì rồi bắt đầu nhập điện nha cô chú anh chị. Đánh nghề. Chuẩn bị đánh nghề không quá? Chuẩn bị đánh nghề rồi nha cô chú anh chị. Nãy giờ em chờ cũng khoảng 1,5 tiếng đó cô chú anh chị. Bắt đầu nước này, nước hiện tại rất chi lại em rồi cô chú anh chị này. Thì dần nó cũng đỡ nhóc rồi. Cái bè nó gì đó. Kéo chiếc bè nào không ba? Chiếc bè.
kéo cái bàn ngồi kia về đó nha cô chú anh chị. Đây nè, cái đèn sáng sáng này nè. Đây là cái là tối này cô chú anh chị mình thông cảm nha.
vì độ này thì phải tắt đặt để bọc cá lại, vì nãy giờ là cũng dụ nó lại rồi, nãy giờ dụ bằng cái đèn này nè cô chú anh chị, đèn này kêu là cái bè, anh thì ra lưới ngoài này rồi, ánh đèn của anh á, lưới thì ra phao trắng 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 như thế này của chú anh chị này. Nếu anh đi này là đi mực nha, anh nói về là đi mực. Thấy anh bơi chuyên nghiệp không cô chú anh chị, anh bơi một phát là nó chiếc thúng nó đi rút 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 luôn cô chú anh chị, đi nhanh lắm.
thấy nở cũng rậm thật nè chú anh chị. Đang tắng 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 á, sợ tối quá của chú anh chị không nhìn thấy rõ. Chắc mẹ này trúng mực lớn rồi của chú anh chị, hy vọng là như vậy. Mà anh nói cũng là nó có cái chuyện mà nãy giờ nó chắc phải mẹ này trúng. Với nãy mình đứng chùa Hải đẹp ngó xuống nước thì cũng thấy mực, nhưng mà em không kịp quay cho cô chú anh chị mình xem. Chó này của chú anh chị mình thông cảm nha.
đèn rồi cô chú anh chị ơi. Giờ là bắt đầu xem có cá hay không nè. Coi xem có mực và có cá, nói chung cũng có cá nhiều. Giờ mực nó chạy, ê mong mực nó chạy đã chưa cô chú anh chị ơi. Nè nè nè, có mực nó chạy nè, nó ơi, mực chạy kìa. Wow, trong mắt rồi. Trong mắt rồi. Trong mắt ok. Wow. Ui chạy đã chưa. Ui. Trong mắt nè. Chạy đã lắm. Chạy đã quá cô chú anh chị ơi. Giờ sáng đèn lên em mới thấy rõ nha. Mang như cần nhiều bước. Mang như cần nhiều bước. Mang như cần nhiều bước. Mang. Em mới trượt té nha cô chú anh chị. Mực nó nghiêng một đáy như thế rồi. Nói chung là nãy này cũng có mực rồi đó cô chú anh chị. Nói chung mà đánh này thì cũng nhanh, nhưng mà canh nước để đánh thì hơi lâu thôi. Chứ đánh thì chỉ trong vòng 30 phút thôi nha cô chú anh chị. Ờ mực nó chạy thành đàn như đã chưa cô chú anh chị, để em qua bên này để em quay cho cô chú anh chị mình xem nè. Ơ kìa nó chạy kìa. Ơ trời trời đó, đã chưa. Ơ đây 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 nè. Nổi lên nó chạy cô chú anh chị nè. Quá hấp dẫn cô chú anh chị mình ơi. Đây, cái này là để dụ mực đây. Hôm xưa đây mưa người đây chờ xuống chế là đây có người đó. Ơi này nó chạy nữa nè. Ôi trời ơi, ơi đó đã ơi đây nè. Mực mực ơi trời ơi. Đây mực mực nè, mực cơm. Cơm chưa mai đó. Ơi đó kìa, đó kìa nó bơi tần đàn thành đàn đã quá. Cái dưới mà lên mà có rồi.
chọn là mực này, này là có giá lắm đúng không anh? Anh này thôi, mực đó là đúng bảy. Dạ, mực này đúng bảy của chú chị nè. Em lấy nát cho cô chú chị mình xem rồi đây nè. Đã chưa? Còn mực này thì giá rẻ hơn, khoảng 100 nghìn. Đã lắm cô chú chị. Mực này mà ăn sashimi thì rất là ngon.